Vâng, và Lam Huy xin chào tất cả các bác nhé. Vừa rồi thì các bác đã vừa được nghe qua hai cái chất âm của hai cái mẫu vang này, thì các bác đã đoán được ngay ra là cái video này em đã sẽ làm về cái sản phẩm và làm được về cái video gì rồi. Thì đúng như vậy, về hôm nay thì em sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết về hai cái sản phẩm, đó là Neck mới về bên em, đó là Neck FX12 Pro và Neck FX9 Plus chính hãng, và xem chất âm của hai cái con này sẽ có khác gì nhau hay không, và tất cả những phụ kiện của bên ngoài và hình thức bên ngoài của nó cũng có khác gì nhau hay không, và giá tiền của hai con này thì cũng chênh nhau gần một nửa, bởi vì con Neck FX9 bên trên là hàng chính hãng và con FX12 Pro ở bên dưới sẽ là hàng loại 1 của Trung Quốc. Vì thế là em sẽ phải so sánh đánh giá chi tiết cụ thể cho các bác hai cái mẫu sản phẩm này. Thì về đầu tiên thì về cái phần vỏ hộp của hai cái sản phẩm Neck FX9 Plus và FX12 Pro này thì không có gì quá đặc biệt. Thì con FX12 Pro và con FX9 thì đều là một cái vỏ hộp, và bên trong là sẽ là theo cái khuôn của dòng Neck. Đấy, theo cái khuôn của dòng Neck, và nó chỉ khác nhau là cái túi bóng đựng đầu vang của nó, thì dòng loại 1 của nó sẽ được làm bằng túi cứng hơn và nó sẽ in logo Neck ở bên trên. Còn đâu cái túi bóng của con FX9 Plus thì nó sẽ là một túi bóng mỏng hơn. Em không biết nguyên nhân tại đâu, bởi vì đây là hàng loại 1 loại 2 nên là có thể là nó khác nhau ở cái đặc điểm ý, không có gì nó quá là đặc biệt cả. Và về cái phần đầu máy của con này thì em sẽ đánh giá về trước, đó là phần bên ngoài của con hai cái con sản phẩm Neck FX9 và FX12 Pro này. Trước khi nói đến về chất lượng âm thanh của nó thì Neck FX9 và FX12 Pro này thì đều có những cái tem của hàng chống hàng giả hàng nhái ở đây, nhưng con FX12 Pro kia thì là hàng loại 1 nên là tem của nó sẽ không đầy đủ hơn con FX9 Plus này, và con FX9 Plus này nó sẽ là cái tem đầy đủ và hàng chính hãng, bởi vì đây là hàng chính hãng và cái đặc điểm của con FX9 Plus này nó sẽ tem của nó sẽ là đầy đủ hơn cái con FX12 Pro. Đấy, cái điều đấy là cái tem của hàng chính hãng chắc chắn là nó phải khác tem của hàng loại 1 rồi. Và số seri của con FX9 Plus là cũng phải khác số seri của FX12 Pro. FX12 Pro thì tất cả các con đều gần trùng một số seri, còn hàng chính hãng của nó sẽ là số seri khác nhau. Đấy là về cái phần hàng chính hãng. Tiếp theo đó là phần đánh giá về phần đầu tín hiệu đầu vào của hai con FX12 Pro và con FX9 Plus này. Thì theo em đánh giá thì con FX9 Plus này nó sẽ vẫn đầy đủ hơn một tí, vì đó là hàng của FX9 Plus thì nó sẽ làm thêm một cổng, đó là cổng AUX2. Như các bác nhìn đây là cổng AUX2 ở đây, và con FX12 Pro ở đấy chỉ cần cổng AUX thôi, chỉ có một cổng AUX, và nó đã tích hợp thêm một cổng AUX2 để cho có nhiều tín hiệu đầu vào hơn. Đấy là một cái lợi thế của con FX9 Plus so với con FX12 Pro. Và về phần công tắc của nó thì các bác rất là quan tâm đến cái vấn đề này, đó là phần cái công tắc của con FX9 Plus thì nó sẽ được tích hợp ở bên trên, so với con FX12 Pro thì nó sẽ ở đằng sau, là nó sẽ hơi bất tiện hơn một tí. Nhưng cái vấn đề này thì nếu các bác khắc phục được thì cũng không sao cả, bởi vì cái này chỉ phù hợp cho những nhà bác nào mà tủ chật thì mới cần công tắc ở bên trên, còn đâu những cái nhà bác mà để tủ rộng lên thì cũng không cần thiết cho lắm. Đấy là phần đánh giá chi tiết của FX9 và FX12 Pro, phần về phần bên ngoài. Và đối với hai con này thì giá tiền chênh nhau cũng rất là cao, gần con FX9 Plus sẽ gần gấp đôi. À quên, còn một điều nữa mà đặc điểm của con FX9 Plus đó là phần đèn nét này. Con FX12 Pro thì vẫn làm theo kiểu khuôn khổ của con FX8, đó là 4 dàn đèn nét. Đấy, nhiều bác có thể là thích đèn nét như này, đèn nét mà đèn nháy theo kiểu này, và nhiều bác có thích đèn led theo kiểu này. Đấy là tùy từng bác cảm nhận, nhưng mà theo cảm nhận của em thì nếu mà màn hình led này thì theo em nghĩ là chỉ một thời gian thôi, một thời gian thì nó sẽ dễ hỏng hơn là cái đèn led theo kiểu nháy theo kiểu của FX12 Pro, thì nó sẽ bền hơn so với đèn led này. Đấy, tùy các bác cảm nhận. Đấy. Và đấy là về phần đánh giá. Còn đâu về hình thức của con FX9 Plus và con FX12 Pro này thì gần như tương đương giống nhau, đều làm theo một cái khuôn khổ như nhau. So với cái phiên bản FX8 đầu tiên thì là đều là từ khuôn bản nâng cấp lên một tí. Còn về cái chất lượng âm thanh thì các bác vừa nghe qua rồi, thì gần như chất lượng âm thanh của con FX9 và FX12 Pro gần không hơn kém nhau bao nhiêu cả. Nó gần như ngang ngửa nhau so với
hai con. Theo em đánh giá thì nếu mà hợp với túi tiền hơn thì con FX12 Pro này nó sẽ hợp với túi tiền của người mua hơn. Còn con FX9 Plus này thì nó sẽ chất lượng âm thanh nó vẫn được hay, nhưng mà giá tiền nó sẽ cao, nhưng là nó lại được đảm bảo đó là hàng chính hãng. Đấy là tùy từng mỗi người từng cảm nhận, và nếu các bác nào mà có điều kiện hơn thì có thể là chơi con FX9 này rất là ok. Và nếu các bác nào mà muốn dùng hàng chất lượng cũng vẫn ok, nhưng không cần nguồn gốc hay là gì đấy, thì con FX12 Pro này thì cũng là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý nha các bác nhá. Và đối với bên em thì tất cả các sản phẩm bên em đều bảo hành 12 tháng và một đổi một trong vòng 30 ngày. Nên là các bác yên tâm mà sử dụng kể cả hàng chính hãng lẫn hàng FX12 Pro này. Đấy thì nên là bên em vẫn đảm bảo cho các bác chất lượng, bởi vì gần như là về chất lượng của nó gần như là ngang ngửa nhau. Vậy em vừa test qua một cái số chất âm cho các bác nghe cùng nghe qua. Rồi, bây giờ thì em sẽ đi xem có những cái phần gì nó sẽ thay đổi hơn đấy, so với hai cái con này. Về chất lượng âm thanh các bác vừa nghe qua rồi thì gần như là nó ngang ngửa nhau rồi. Về chất lượng âm thanh, còn đâu về hình thức bên ngoài thì nó sẽ có thể thay đổi hơn một tí. Và lên mua loại nào thì em theo ông nghĩ là nếu mà phù hợp túi tiền thì lên mua con FX12 Pro, bởi vì giá tiền của nó vô cùng là hợp lý, rẻ hơn gần một nửa so với hàng chính hãng. Đấy, so với hàng chính hãng các bác nhé. Đấy là tùy từng mọi người từng đánh giá. Và đây em sẽ cho các bác xem qua lại một lần nữa hai cái sản phẩm của bên em, đó là FX9 Plus và FX12 Pro. Và còn một cái điều nữa, đó là phần mà bắt Bluetooth thì với cái tên gọi của con FX9 Plus thì nó sẽ có tên đúng của nó là FX9 Plus, còn đâu con FX12 Pro thì nó sẽ đặt tên là FX10. FX của 12 Pro này thì nó đã nâng cấp từ Bluetooth từ FX8 lên FX10. Đấy, nên là tên gọi của nó cũng sẽ khác nhau. Đây là về phần đánh giá khác nhau ở một cái điểm đấy nữa. Và vừa rồi thì là cũng là sẽ là phần đánh giá chi tiết cụ thể con hai cái con sản phẩm này, và em sẽ cho bác nghe qua lại cái sản phẩm một ít chút về âm thanh về cái sản phẩm FX9 Plus, xem chất lượng của nó thế nào. Và đây em sẽ kết hợp với một đôi loa là JBL 6012 và một cục đẩy Martin LA1000. Cho các bác nghe qua rồi, và em xin kết thúc cái video đây. Và nếu mà các bác cần em làm những cái video nào về đánh giá chi tiết sản phẩm nào, hoặc là so sánh những cái sản phẩm nào, các bác có thể là để lại những comment bên dưới, bên em sẽ làm cho bác những cái video chất lượng về so sánh các cái sản phẩm này với nhau nha. Và em cũng xin kết thúc cái video này ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.